Xin chào tất cả các em, hôm nay chị Hồng Nhung Nino sẽ hướng dẫn các em tô màu theo mẫu nhé. Các em có thể tìm mua quyển sách này ở các siêu thị hay là hiệu sách. Quyển sách này có tên là Tập tô màu kẹo ngọt của Doraemon nhé. Sau đây chị Hồng sẽ hướng dẫn các em tô màu Doraemon với hình mẫu đây nhé. Xanh.
patiently about, patiently about, and waited patiently about till Mary did appear. Why does the Lamb love Mary so, Mary so, Mary so? Why does the Lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the Lamb, you know, Lamb, you know, Lamb, you know. Why Mary loves the Lamb, you know, the teacher did reply. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Thank you.
Thank you.